미치고. Dấu chấm hỏi. Trong tiếng Latin, từ ratio được thêm vào cuối câu để hình thành nên câu hỏi. Để tiết kiệm không gian, từ này được giản lược, còn lại QO. Sau đó, chữ O cũng được thể hiện ngắn gọn bên dưới thành chữ Q. Và cuối cùng, chữ Q được viết nhanh thành dấu móc và O cũng chỉ còn lại là dấu chấm. Mũi tên. Mũi tên là biểu tượng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, được dùng với ý nghĩa chỉ phương hướng. Ban đầu, nó chính là hình bàn chân hướng lên, ám chỉ đường đến nhà thổ, được khắc kèm với hình gương mặt người phụ nữ. Sau đó, bởi tác động của mưa, mài mòn hình, đến một thời gian sau, chỉ còn lại hình dạng như mũi tên ta thấy hiện nay. Ký hiệu đô la. Có rất nhiều cách lý giải biểu tượng này. Vào thời Trung Cổ, loại tiền tệ phổ biến nhất là đồng Tây Ban Nha, được biểu thị là PS. Cuối cùng, chỉ còn lại đường thẳng trong chữ B bị viết đè bởi chữ S. Một cách lý giải khác nữa là vào thời kỳ thuộc địa, người Tây Ban Nha đánh dấu các thỏi vàng từ Mỹ bởi chữ S. Khi vàng đến, sẽ được đánh dấu bằng một gạch thẳng đứng ở giữa. Nếu hàng trở lại Mỹ, sẽ được thêm một gạch thẳng đứng nữa. Dấu chấm cảm. Dấu chấm cảm xuất phát từ chữ exclamatio trong tiếng Latin, đặt ở cuối câu để thể hiện niềm vui vẻ, phấn khởi. Ký hiệu dấu chấm cảm ngày nay chính là sự kết hợp của chữ I và O ở cuối được viết chồng lên nhau. Biểu tượng vô cực. Biểu tượng này lần đầu tiên được sử dụng là vào năm 1655 bởi nhà toán học người Anh John Wallis. Không ai biết chắc chắn được nó bắt nguồn từ đâu. Có người cho rằng nó xuất phát từ ký hiệu Omega trong tiếng Hy Lạp. Người khác lại nghĩ rằng nó bắt nguồn từ ký hiệu 1000 trong tiếng Roman. Ký hiệu phần trăm. Từ phần trăm có nguồn gốc là từ percentum trong tiếng Latin với ý nghĩa là trên 100. Từ này tiếp tục được chuyển đổi thành percento, rồi bơ 100, percent, PCO và PC. Cuối cùng, nó được tỉnh lược còn O trên O và trở thành biểu tượng như chúng ta sử dụng ngày nay là phần trăm. Ngón tay chữ V. Cử chỉ hòa bình với hai ngón tay đưa lên lần đầu được sử dụng trong cuộc chiến trăm năm giữa Anh và Pháp, khi Pháp đe dọa sẽ cắt đứt ngón tay của các cung thủ Anh. Người Anh bắt đầu giơ ngón tay theo chữ V lên, biểu tượng của chiến thắng, victory. Ám chỉ là ngón tay họ vẫn còn nguyên. Đến chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh thời đó là Winston Churchill đã khôi phục cử chỉ, biến nó thành một biểu tượng của hòa bình. Ký tự N. Ký tự N có tên chính thức là ampersand, chính là từ nối S trong tiếng Latin, có nghĩa là và. Biểu tượng này được tạo ra lần đầu tiên ở La Mã cổ đại bởi Tiro, thư ký riêng của nhà triết học Marcus Tullius Cicero, một trong số những nhà hùng biện vĩ đại nhất La Mã. Để tăng tốc độ viết, Tiro đã nghĩ ra một hệ thống các từ viết tắt mà sau này được biết đến là ghi chép của Tiro. Nhiều thế kỷ sau, ký tự N đã trở nên phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ đến mức nó đã được đưa vào bảng chữ cái tiếng Anh trong một thời gian dài cho đến tận đầu thế kỷ 20. Cách viết ký tự này cũng là từ chữ cái E và T hợp lại, tạo thành N như ta vẫn sử dụng ngày nay. Biểu tượng trái tim. Đối với biểu tượng này, trái với quan niệm thông thường rằng tình yêu nằm ở trái tim, hình dáng của trái tim người không hề giống với hình dáng biểu tượng trái tim tí nào. Dù vậy, nguồn gốc thật của biểu tượng này thì lại không rõ ràng. Một giả thuyết cho rằng, khi hai con thiên nga đến mùa giao phối, chúng sẽ lại gần nhau và hình dáng của chúng sẽ hòa làm một, tạo thành hình giống biểu tượng trái tim. Ở văn hóa nhiều nước trên thế giới, loài chim này tượng trưng cho tình yêu, sự hiến dâng và lòng chung thủy. Cũng nhờ vào việc các cặp thiên nga thường sống với nhau trọn đời, một giả thuyết khác cho rằng, biểu tượng trái tim bắt nguồn từ hình dạng cơ thể nữ giới. Những người ủng hộ giả thuyết này tin rằng, biểu tượng trái tim thể hiện hình dạng khung xương chậu của phụ nữ.
Người Hy Lạp cổ đại được biết đến là thường gắn ý nghĩa đặc biệt cho bộ phận hình thể này và thậm chí còn xây dựng một ngôi đền thờ cho nó để dâng lên nữ thần tình yêu Aphrodite. Ngoài ra cũng có nhiều người cho rằng biểu tượng này mô phỏng hình dáng lá thường xuân. Trên các bình cổ, người Hy Lạp thường vẽ lá thường xuân để ám chỉ thần Dionysus, vị thần của nghề nấu rượu và của sự say mê. Biểu tượng Bluetooth. Vào thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên, Đan Mạch được trị vì bởi vua Harald Blaine, nhân vật lịch sử nổi tiếng vì đã thống nhất các bộ lạc Bắc Âu lại thành một vương quốc duy nhất. Harald thường được gọi là Bluetooth, răng xanh, vì ông được biết đến là người rất thích quả Việt quốc và điều đó làm răng của ông lúc nào cũng có màu hơi xanh xanh. Công nghệ Bluetooth thì lại được phát minh nhằm kết nối nhiều thiết bị điện tử lại vào chung một hệ thống kết nối duy nhất. Vì vậy, biểu tượng của công nghệ này là sự kết hợp của hai ký tự rune của người Scandinavia, Hakorn hay Herkules, tương ứng chữ cái Latin H, và Björkern, tương ứng chữ cái B. Hai chữ cái này là hai chữ cái đầu của Harald Blaine. Có một sự thật thú vị là thiết bị Bluetooth đời đầu có màu xanh dương và đương nhiên mang hình dáng của một cái răng. Biểu tượng y tế. Khá bất ngờ là biểu tượng của ngành y tế, cây trượng có cánh và hai con rắn quấn quanh, thực ra bắt nguồn từ một nhầm lẫn. Theo như truyền thuyết, vị thần Hy Lạp Hermes hay trong phiên bản La Mã là Mercury sở hữu một cây trượng thần tên là Caduceus, có hình dáng y hệt biểu tượng ngành y tế hiện đại. Cây trượng Caduceus có khả năng xóa tan bất cứ tranh chấp nào và làm hòa giải phe phái, nhưng nó không có liên quan gì đến y tế cả. Đơn giản là khoảng hơn 100 năm trước, các bác sĩ quân đội Mỹ đã nhầm lẫn trượng Caduceus với cây gậy thần của Asclepius, không có cánh và chỉ có một con rắn quấn quanh. Asclepius vốn là vị thần Hy Lạp cổ đại chữa bệnh và y học nên việc nhầm lẫn trên là dễ hiểu. Từ đó về sau, biểu tượng này đã được sử dụng rộng rãi và được chính thức công nhận là tượng trưng cho ngành y tế. Biểu tượng nút nguồn. Biểu tượng nút nguồn bao gồm một hình tròn khuyết bên trên và một nét vạch ở giữa, có thể được tìm thấy ở hầu hết tất cả các thiết bị điện, nhưng có rất ít người biết đến nguồn gốc xa xưa của nó. Vào những năm 1940, các kỹ sư điện đã sử dụng hệ thống số nhị phân cho các công tắc điện, trong đó 1 nghĩa là bật và 0 nghĩa là tắt. Nhiều thập kỷ sau, biểu tượng này dần dần biến thành một hình tròn số 0 và một gạch dọc số 1. Biểu tượng hòa bình. Biểu tượng hòa bình được phát minh vào năm 1958 trong các cuộc biểu tình chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Biểu tượng này thể hiện cả hai chữ cái N và D, viết tắt của Nuclear Disarmament, giải trừ vũ khí hạt nhân trong hệ thống semaphore, loại hình truyền tin dùng cờ tay làm phương tiện truyền tải các tín hiệu. Trong bảng tín hiệu semaphore, chữ cái N được thể hiện bởi hai lá cờ hình chữ V ngược. Chữ cái D được thể hiện bởi một lá cờ chỉ lên trời và một lá cờ chỉ xuống đất. Ghép lại hai tín hiệu này, ta sẽ được biểu tượng hòa bình. Biểu tượng OK. Hầu hết mọi người đều nghĩ cử chỉ này nghĩa là tốt hoặc được. Tuy nhiên, ở một số nơi, biểu tượng này lại mang ý nghĩa xấu. Ở Pháp, cử chỉ này được hiểu là bạn chỉ là con số 0 thôi. Có một vài ý kiến về nguồn gốc của biểu tượng này. Người ta cho rằng OK là viết tắt của Old Kinderhook, New York, là quê hương của Tổng thống thứ 8 nước Mỹ, Martin Van Buren. Trong suốt chiến dịch bầu cử của mình, Van Buren đã lấy biệt danh theo tên viết tắt quê hương mình. Khẩu hiệu trong chiến dịch của ông là Old Kinderhook là OK, cùng với các tờ rơi in hình người giơ bàn tay ra hiệu OK. Một giả thuyết khác là Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, Andrew Jackson, đã sử dụng biểu tượng này khi đưa ra các quyết định của mình. Ông thường viết chữ, tất cả đều được chấp thuận bằng tiếng Đức, viết tắt là OK.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.